Chào tất cả các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu con nhện. Chào các bạn, nay mình sẽ bắt đầu tô màu con nhện nhé. Hôm nay tối gì có thời gian là kể nhé.
Mày là mày
12. Rồi, video tất cả các bạn, mình đã tô màu con nhện xong.